Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin gặp nhau cuối ngày thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 và cũng là ngày cuối cùng trong dịp nghỉ lễ này của chúng ta. Còn bây giờ thì hãy xem bản tin ngày hôm nay bọn mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin gì nổi bật nhé. Sầm Sơn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng phía Bắc và do giao thông thuận lợi thì nơi đây vẫn luôn được xem là một bãi biển được ưu tiên trong danh sách lựa chọn của các hộ gia đình khi muốn đi nghỉ mát vào những dịp lễ Tết. Vào ngày 30 tháng 4 thì lượng người đổ về Sầm Sơn đã nhanh chóng tăng lên và nhất là vào cuối giờ chiều. Tuyến đường Hồ Xuân Hương chạy dọc bãi biển lúc nào cũng đông đúc người qua lại và trục đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa tới Sầm Sơn cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Khu vực đông đúc nhất thì chắc chắn phải kể đến bãi tắm A. Cứ mỗi mét vuông mặt nước thì lại có tới hàng chục người cùng đứng chen nhau để tắm biển. Từ trên cao nhìn xuống thì quang cảnh biển Sầm Sơn trông thật ngộp thở. Rất nhiều người đã háo hức đến Sầm Sơn để thư giãn sau những ngày lao động vất vả. Tuy nhiên thì khung cảnh bãi biển ở đây thực sự khiến cho nhiều người phải thất vọng. Ngoài việc đông đúc thì bãi biển còn tràn ngập hàng quán và thuyền bè đánh cá nữa. Gần trưa ngày 1 tháng 5 thì cảnh sát giao thông thành phố Phan Thiết đã lập tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường từ trung tâm của Mũi Né. Tại khu vực đường Nguyễn Thông thì cảnh sát đã ra tín hiệu dừng xe cho một chiếc ô tô 7 chỗ được cho là chạy quá tốc độ. Tuy nhiên thì tài xế đã đâm thẳng vào tổ tuần tra và rất may mắn là mọi người đã tránh kịp. Chiếc ô tô này đã tiếp tục bỏ chạy. Vừa đuổi theo thì cảnh sát giao thông vừa đề nghị các trạm trên tuyến Mũi Né Sài Gòn phối hợp chặt chẽ để bắt lại chiếc xe này. Bỏ chạy khoảng được 4 km thì chiếc ô tô 7 chỗ đột ngột dừng xe. Tài xế là người Trung Quốc khóa xe và lớn tiếng gây rối trên tuyến đường du lịch và nối trung tâm thành phố Phan Thiết ra Mũi Né. Ông ta và 6 người đi chung không nói được tiếng Anh, tiếng Việt nên là cảnh sát phải nhờ đến phiên dịch vận động nhưng bất thành và chiếc ô tô của họ thì đã bị đưa về trụ sở. Tài xế có tên là Hi Su Hu, 41 tuổi đang tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bị lập biên bản 3 lỗi. Một là chạy quá tốc độ cho phép, hai là không chấp hành yêu cầu của tổ tuần tra kiểm soát giao thông và ba là không có giấy tờ đăng ký xe. Mới đây thì Nu Phước Thịnh đã chính thức có câu trả lời dành cho khán giả về sự việc hủy show diễn ra tại công viên nước Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Nam huấn luyện viên The Voice 2017 đã cho biết anh đang giải quyết sự việc một cách êm đẹp nhất. Thông qua dòng trạng thái thì Nu Phước Thịnh cũng gián tiếp phủ nhận những thông tin xúc phạm người bạn thân thiết đó chính là Đông Nhi và nữ ca sĩ đàn chị là Hồ Ngọc Hà. Thậm chí là anh sẽ nhờ đến sự can thiệp của công an nếu chuyện đi quá xa và gây ảnh hưởng đến bản thân mình. Trước đó không lâu thì cộng đồng mạng đã có dịp dậy sóng khi một tài khoản Facebook đã chia sẻ về việc Nu Phước Thịnh hủy show tại công viên nước Đầm Sen vì poster chương trình in hình Đông Nhi to hơn của mình. Đồng thời thì người này cũng đã tiết lộ là anh từng có những lời lẽ miệt thị và xúc phạm đến Đông Nhi như là nhờ bạn trai ông Cao Thắng mua giải The Remix hay là thuê fan để cổ vũ. Cụ bà Fusako Pichet, một phụ nữ người Mỹ gốc Nhật 86 tuổi và đang sống tại Sacramento, Mỹ, đã trở thành người hùng của thành phố sau khi đã qua đời bởi một vụ tấn công nghiêm trọng. Bà đã dũng cảm hy sinh để giải cứu một người bạn 61 tuổi khỏi kẻ tấn công hung hãn này khi cả hai đang đi dạo gần trường trung học Highland ở thành phố Sacramento. Theo như báo cáo của cảnh sát, thì cụ bà Pichet cùng với người bạn của mình đang đi bộ thì bất ngờ bị một thiếu niên 18 tuổi tấn công. Không hề suy nghĩ, bà Pichet đã dùng gậy đi bộ của mình để đánh trả kẻ hung tợn ấy và bảo vệ bạn của mình. Và rồi tên trộm đã đột ngột chuyển mục tiêu sang người phụ nữ già yếu ớt này. Hắn túm lấy bà và bắt đầu đánh bà liên tục và bà Pichet đã thiệt mạng ngay tại hiện trường bởi những cú đánh chí mạng. Còn người bạn của bà thì được giải cứu và chỉ bị thương và hiện tại thì đang được điều trị tại bệnh viện. Kẻ tình nghi đã bị bắt ngay trong ngày hôm đó vì có liên quan đến một vụ tấn công một bà cụ 92 tuổi khác 9 tiếng sau khi giết bà Pichet và rất may là cụ bà này chỉ bị thương và cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Thiếu niên 18 tuổi này đã bị khởi tố với hai tội danh đó chính là hành hung người lớn tuổi và giết người. Đứng trước song sắt thì tên tội phạm thiếu niên này vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh và không hề có một chút sợ sệt nào cả. Sự ra đi đột ngột của cụ bà Pichet đã để lại rất nhiều điều tiếc thương cho mọi người xung quanh, những người hàng xóm thân thiết và cả gia đình của bà nữa. Và đó là những thông tin nổi bật nhất có trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn sẽ có một tinh thần thật tốt để quay trở lại với công việc và học tập nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.